xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và trong trường hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn một trường chuyên đào tạo về thiết kế và nghệ thuật, đó là trường Orita Singla. Thì trường Orita Singla là trường chuyên dạy về thiết kế và nghệ thuật, và trường có rất nhiều sự khác biệt để tạo nên một cái lợi thế cho các bạn sinh viên khi học tại đây. Mỗi chương trình cao đẳng của trường đều được ưu tiên sinh viên với quy mô lớp học nhỏ và tỷ lệ giáo viên trên sinh viên rất là cao. Như ví dụ như là một giáo viên có thể theo dõi và dạy cho 10 sinh viên. Điều này tạo nên một cái môi trường học tập cởi mở và tích cực thảo luận, tạo nhiều điều kiện phát triển cá nhân và cơ hội học tập, khiến cho quá trình học tập của bạn sẽ được rút ngắn đáng kể. Các giáo viên trong trường sẽ chỉ đạo thực hành trực tiếp như trong nơi thực tập của các bạn. Tất cả các giáo viên của trường Orita Singla đều là các nhà thiết kế hoặc là nghệ sĩ đang hành nghề. Và điều này có nghĩa là bạn sẽ được học các kỹ năng thực hành dưới sự chỉ dẫn đánh giá của các nhà thiết kế và nghệ sĩ thực thụ trong nhiều ngành khác nhau. Các sản phẩm của bạn, các đề cương, đề án trên lớp sẽ được thiết kế để mô phỏng các đặc điểm của khách hàng trong thế giới thực, để giúp cho các bạn rất nhiều trong cái quá trình mà các bạn sau khi tốt nghiệp. Và trường rất coi trọng việc giúp các bạn xây dựng đề cương, đề án dày dặn để có thể có vị thế tốt khi gặp gỡ khách hàng cũng như là các nhà tuyển dụng trong tương lai. Trường sẽ giúp cho các bạn không chỉ là năng lực kỹ thuật, còn sẽ chia sẻ cho các bạn những sự sáng tạo, những ý tưởng tuyệt vời và có thể rèn giũa bản thân cũng như là phản xạ, nhằm mục tiêu là sẽ có thêm những công việc làm tốt sau khi các bạn tốt nghiệp. Chương trình thực tập tại trường Orita Singla thì chương trình này là một chương trình đặc biệt tập trung cho các học viên tập sự trong việc học tập và rèn luyện trong cái sự thiết kế mô phỏng dưới sự hướng dẫn của các nhà giảng viên hay là những nhà thiết kế đã đoạt giải thưởng trước đây. Chương trình này sẽ kéo dài trong vòng 7 tháng nhằm trang bị cho các bạn học viên tập sự các kỹ năng thiết kế, những cái yêu cầu cần thiết cho những bước đi đầu tiên trong thị trường việc làm thực tiễn ở bên ngoài. Trường sẽ cố gắng đưa cho họ gần hơn với sự nghiệp sáng tạo mà các bạn mơ ước. Các nhà thiết kế hiện nay thì thường nhất trí với nhau rằng phần lớn các kiến thức họ học được là nơi mà các bạn làm việc hoặc là tại trường. Và chương trình tập sự của Orita Singla là mô phỏng những trải nghiệm này để trang bị cho các bạn học viên tập sự những kiến thức vô giá trong ngành để thành đạt trong thế giới thiết kế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được làm các chuyên ngành như là thiết kế đồ họa, xây dựng trang web, vẽ minh họa, hoạt họa, nhiếp ảnh, đạo diễn, sáng tác, kỹ sư âm thanh, hòa âm, âm nhạc, vân vân và vân vân. Thì hầu hết các bạn sinh viên học tại trường Orita Singla đều đã được các công ty tuyển dụng, bao gồm tập đoàn Em, Nike Advertising, Couple, Fox Mobile, vân vân. Và mọi thông tin chi tiết về trường, thủ tục, hồ sơ cũng như là điều kiện nhập học tại trường, học phí tại trường Orita Singla như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Orita Singla tại Việt Nam. Và các bạn có thể liên hệ với Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Mà các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đại Dương nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.